Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái giống chuối tây Thái Lan giống bên nhà mình. Đây, nhà mình thì bây giờ là đang vào mùa chuẩn bị bán chuối giống này. Đây, chuối này là mình đã cắt được một lần này nhá. Thì nếu mà khách mua là mình sẽ bán cho khách tất cả những cây này. Đấy. Và mình sẽ ăn cây mẹ, ăn buồng thôi, xong là mình bán hết cây con. Vườn chuối này thì quá đẹp luôn. Đấy, và bới nào cũng rất chi là nhiều cây cây con. Đấy thì làm thì mình để nó quang như thế này, xong bắt đầu là mình dọn dẹp nó về hai bên. Đấy là nó để cho nó khi nào mà nó mình làm cái lối đi mà. Đấy thì cho nó tiện lợi. Đây. Những cây bới này là quá đẹp luôn này. Những cây này là mình bán hết cho khách luôn nhá. Khách có nhu cầu là mình bán hết luôn. Đấy, chuối này mình mới trồng được có 8 tháng rưỡi đây này mà bắt đầu là đã có buồng hết rồi đây này. Chuối này thì nó bình thường mình trồng thì nó rơi vào khoảng 12 tháng thì 11 đến 12 tháng là mình được thu nếu trồng cây con này. Trồng cây con thì nó rất chi là nhanh. Nhà mình thì chuyên cung cấp cây chuối giống, cung cấp quanh năm luôn. Đấy. Khi mà có khách hỏi mua là mình cho người đánh. Đấy, chuối giống này thì quá đẹp luôn. Về trồng phát là lên luôn. Đây, chuối toàn bộ là chuối chuẩn bị chỗ hết rồi này. Đấy, 8 tháng rưỡi. Nếu mà ai mà có nhu cầu mà mua chuối giống thì cứ alo cho mình theo số điện thoại là 0779 335 899. Mình tên là Thảo. Mình ở khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đấy, chào tất cả mọi người nhé. Đây lác đác chỗ rồi đây này.